Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình còn vẫn đang có mặt tại cầu Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ. Thì có vẻ như hổm gài mọi người cũng đã xem kênh của mình. Hành trình mình đến đây cũng đã là mười mấy ngày mọi người. Thì ở đây có lẽ là cái video mình sẽ quay cái hành trình mình đi từ ở Tam Nông, Phú Thọ về lại tới Hà Nội cũng như là về lại đến miền Tây. Thì không biết cảm ơn mọi người như thế nào, cho nên là mình hôm nay mình sẽ xuất hiện trên cái video này để gửi đến cũng như là chúc sức khỏe mọi người đã xem cũng như là ủng hộ kênh mình trong thời gian qua. Thì mình sẽ quay lại những cái hành trình mà mình đi cũng như là những cái địa điểm mình du lịch ở miền Bắc này, để cho mọi người có thể là chưa từng đến đây cũng như là chưa từng xem những hình ảnh cũng như là những hành trình mình đi. Thôi thì mọi người cùng xem video của mình là bắt đầu. Anh em mình sẽ di chuyển từ ở cầu Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ này. Thì ở trên đường sẽ có cái gì cũng như là con đường như thế nào, rồi nhà cửa ra sao, hay là những cái địa điểm du lịch như thế nào. Thì mình cũng có nghe mấy anh mấy chị ở đây nói là ở cách đây không xa là có một cái đền Đền Hùng. Thì trên cái video này á, hôm nay mình sẽ hiện gương mặt lên đây. Thì trước tiên mình xin cảm ơn anh Lực ở gần đây, với lại anh Tiến, với lại là cô chú ở gần đây, với lại là anh Kiên hổm gài cũng đã hỗ trợ mình về vấn đề ăn uống cũng như là hỏi thăm anh em mình rất là nhiều. Cũng như là hôm nay mình lúc đầu mình nói là mình quay để mà xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị ở đây đã hỗ trợ anh em mình. Hy vọng là một ngày gần nhất cũng như là khi mà mình có nghe được thông tin chính xác khi nào mà cẩu cũng như là trục vớt cái phần cầu gì nữa thì mình đến đây để ghi hình cho mọi người xem tiếp, nhưng mà cái đó thì mình chưa hứa. Còn bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem những cái cung đường cũng như là những cái địa danh ở miền Bắc này để cho mọi người xem để hiểu thêm nha. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng đi nha. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển đi nha mọi người. Mình sẽ cố gắng quay những cái gì ở trên đường gửi đến mọi người xem ha. Điều kiện đổ xăng cái đã. Trước tiên thì mình sẽ vô đổ xăng. Bây giờ thì anh em mình đã đổ xăng rồi. Bây giờ thì tiếp tục là di chuyển. Đây có lẽ là những hình ảnh đẹp nhất khi mà mình đến miền Bắc ha. Thì mình sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh trên cái đoạn đường mình đi để gửi đến quý khán giả mọi người xem, cho kiểu như là hiểu thêm một cái vùng miền. Trước tiên thì anh em mình sẽ di chuyển qua Đền Hùng trước ha.
chuyển qua một cái chủ đề như là vlog vậy đó, cho nên nó không có cái sự chuyên nghiệp ha. À, mong mọi người xem thông cảm nha. Giống như mình muốn ghi lại những hình ảnh đẹp nhất ở đây để gửi đến mọi người mà chưa có biết được á, để xem cho nó biết thêm. À, ở đây thì cũng có máy cài mắt lầy giống như ở miền Tây mình nha mọi người. Đây là hình ảnh thực tế nhất đó. Đặc biệt hơn nữa là mình thấy ở đây có một cái chỗ là đặc biệt là những cái miếng ruộng á, giống như là xung quanh người ta cắt hết, còn những giống như một cái nhân vậy nè, đây nè, ở đây nữa. Ở đây thì ruộng là người ta gọi là bằng xào ha, giống như là bao nhiêu xào ruộng chứ không phải là giống như ở dưới mình là bằng công. Ở dưới mình thì một công là nó 1000 mét vuông, nhưng mà ở đây một xào thì hình như là mấy trăm mét vuông ta? 360 mét vuông. À, mình chuẩn bị tới đền Hùng rồi nha mọi người. Đây, mình còn khoảng 1 km nữa tới. Rồi lúc đó mình sẽ mời mọi người vô xem cũng như là tham quan với mình nha. Bây giờ thì mình đã đến được đền Hùng rồi nha mọi người. Thì có lẽ là mình sẽ vô trong cũng như là mình viếng thăm, rồi tiếp tục là mình sẽ di chuyển đi về. Tại vì thời gian của mình nó không có nhiều, mà nếu mà tham quan hết thì mình nghĩ là cũng mất cả ngày, có thể là hơn á, mới có thể tham quan hết. Thì mình là một người con miền Tây, đây là lần đầu tiên mình được đặt chân đến đây. Thì mà khi mà đến đây rồi mình sẽ viếng thăm cũng như là vô đó mình sẽ đốt nhang ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng vô tham quan với mình ở bên trong nha. Bây giờ thì anh em mình sẽ mua nhang để vô trong thắp nén nhang ha. Ở phía bên cổng bên đây thì có cô với chú cũng bán sơ đồ để mà mình tham quan cho nó chi tiết cụ thể hơn á. Nhưng mà có lẽ là thời gian mình không có nhiều cho nên mình chỉ sơ sơ cũng như là những cái mà có lẽ là không hết được những chi tiết á, cho nên mọi người thông cảm. Hiện tại mình đang đứng ở đâu? Mình đi chỗ. Thì ta cũng mua được cổ trong này. À, hiện tại là mình đang đứng vị trí này. Mình sẽ đi vô đây là cái bậc thang là 300 gì đó, 360. À, lên đấy thì bậc thì đi khoảng hơn 400 bậc là lên đền thượng thôi. Chị, ví dụ như chị em hỏi là khi mình tham quan hết đền Hùng là nó một ngày hết không chị? Mình chỉ đi hết độ 2 tiếng thôi. À, 2 tiếng là hết thôi. 2 tiếng mình từ trung tâm này mà giờ vô lên tới trên này là khoảng bao xa chị? Khoảng hơn 1 cây số, nhưng mà mình nên di chuyển. Em ghi sớ đi, ông biết cho em sớ, người ta đất lề quê thôi. Tụi em không có biết cúng quá đâu, nói chung trong là tụi em chỉ có phụ từ người ta hướng dẫn. Dạ, tụi em chỉ vô tham quan cho biết, với lại đốt nén hương là được rồi chị. Thế thì lấy mấy thẻ vào, một thẻ đủ dạ. Sao được? Đền hương hả? Rồi, bây giờ thì mình mời mọi người loại bộ đi với mình ha, đi vô trong. Có vẻ như là mọi thứ nó cũng hơi mới mẻ với mình quá, cho nên là trong video này mình có nói gì sai sót thì mong cô chú anh chị cũng như là mọi người thông cảm giúp mình nha. Tại vì khi mà mình đi quay cái chương trình, mình đi quay cái vụ cầu sập ở trên Tam Nông Phú Thọ. Rồi khi mà trên cái đoạn đường mình về thì mình ghé cũng như là tham quan gửi đến những hình ảnh mà khi mà mình đến đây ha. Đây, hồi nãy thì mình ở phía trước, bây giờ thì mình đã di chuyển tới ngay cả cái cổng chính này nè mọi người. Nhưng mà có lẽ là mình sẽ đi cái cổng bên đây ha, hay là đi cổng bên kia nữa, tại vì mình cũng không ra không biết nữa. Đây, mình sẽ quay phía trước này cho mọi người xem nha. Thật sự là mình cũng hơi bỡ ngỡ với những cái video như thế này, cho nên là một lần nữa thì mình xin cô chú anh chị cũng như là mọi người xem có chỗ nào không vừa ý hay là không hài lòng thì thông cảm giúp mình nha. Đây là phía trước. Rồi, có lẽ là thời gian mình cũng không có nhiều cho nên là bây giờ mình sẽ di chuyển vô, không biết phải đi đường này không nữa. Trời ơi, rộng lớn lắm mọi người ơi, vô đây là nó như là một cái đường quốc lộ bự lắm. Rồi, hết biết đường đi luôn rồi. Đây có xe điện nè. Quá wow, mọi người ơi, mình đi từ cái cổng chào vô tới đây một cái giò cẳng nó bủng rủng tay chân hết trơn rồi. Cho nên quý anh chị cũng như là mọi người mà có đi đến viếng thăm đền Hùng
hay là đi tham quan hay là đến du lịch gì đó thì mình khuyên mọi người nên đi xe điện ở ngoài cổng đi vô đi. Một cái sai lầm của mình cứ nghĩ là gần cho nên bây giờ hơi đuối, mà không sao. Nói chung là mình sẽ cố gắng để mà vô bên trong, cũng như lúc nãy mình nói là mình sẽ thắp nhang. Đây, mọi người nên đi xe để cho nó khỏe hơn. Rồi, không biết là còn bao xa và bao lâu nữa. Quá chừng luôn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng đi lên những cái bậc thang tiếp theo. Bây giờ thì mình sẽ chở gốc máy ra phía trước. Nãy giờ thì một cái quãng đường mình phải di chuyển vô tới đây. Một cái sai lầm lớn với mình là đi lội bộ, cũng như là muốn trải nghiệm. Thì bây giờ thì tiếp theo mình sẽ lội bộ đi lên những cái bậc thang thế này để đi vô bên trong ha. Thì cũng như lúc nãy mình nói là nói chung là hồi trước giờ mình không có quay về những cái chủ đề như thế này. Cho nên một lần nữa anh chị cô chú hay mọi người có xem video có chỗ nào sai sót thì thông cảm giúp mình nha. Chút nữa thì mình vô trong đó thì mình chỉ quay thôi. Có thể là mình sẽ không nó mệt, không có thể là nói chuyện quá nhiều. Trời ơi, chắc không sao đâu, ổn mà, mình sẽ lội được mà. Ây, có lẽ là mình sẽ không có quay được hết ha. Thì cũng như hồi lúc mình đi mình cũng có nói là khi mình đến đây thì có đi ngang giờ ghé giờ đốt nén nhang thôi, rồi mình sẽ tiếp tục đi về là mọi người. Còn nếu mà có thời gian thì mình sẽ cố gắng quay hết. Mà có lẽ là mình sẽ chọn cái góc đi xéo, tại mình cũng có coi trên mạng là đi xéo như vậy nè, đỡ. Nhưng mà đi không nổi rồi mọi người. Đây mọi người có thể nhìn cái góc máy này nè. Cái cổng bây giờ là nó lúc ở ngoài kia luôn, xa lắm. Ôi, chắc có lẽ là hồi nó kiếm xe đi ra thôi mọi người ơi. Có lẽ là mình sẽ lên rồi mình đốt nhang thôi, rồi anh em mình sẽ đi về ha mọi người. Anh thấy trên mạng là nó kêu mình đi xéo như vậy nè, là đỡ lắm, không biết sao thấy đi xéo. Dạ. Hai anh em đỡ cho nó. Hai người ba người đỡ. Rồi mình đã lên tới rồi nè, nhưng mà chưa biết là tới đâu nữa. Đi vô đây hết ta. Hết nói chuyện nổi rồi. Mọi người cùng xem video thôi nha. Có lẽ đây là lần đầu tiên mình quay một cái chủ đề giống như là du lịch và lịch sử luôn. Mình không có gành về lịch sử quá nhiều, cho nên mình cũng không có nhiều cái kiến thức. Đây bảo tàng Hùng Vương. Tiếp tục leo nữa. Ai da. Đây là cái này là đang trong bảo trì. Có lẽ là mình sẽ không tiếp cận được. Mình chỉ ở ngoài quay thôi. Rồi, tại vì
do đang trong bảo trì cho nên là mình hãy tôn trọng cái điều đó. Mình không thể nào mà tò mò vô bên trong được. Chỉ ở ngoài này quay cho mọi người xem là những cái mái ngói theo năm tháng và thời gian nó cũng đã là đóng gông. Thôi bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem tiếp với mình nha. Giờ tiếp tục mình sẽ di chuyển xuống. Ai đi xuống coi bộ nó dễ chịu hơn đi lên đó mọi người. Đi lên cảm giác giống như là mình đang chạy xe mà vô tải vậy. Nói chung là mình là một người con miền Tây rồi cho nên là mình cũng hơi bỡ ngỡ, cũng như là chưa quen. Rồi tiếp tục mình sẽ mời mọi người cùng lên xem với mình nha. À chắc có lẽ là đây là có cái chỗ thắp hương cho nên là mình sẽ thắp hương. Không biết là mình sẽ di chuyển được tiếp theo ở đâu nữa. Mình sẽ để máy quay ở đây rồi mình sẽ thắp nhang, cũng như là mình không biết nói gì hơn là khi mà mình là một người con miền Tây đến đây thì có đi ngang đây thì cũng có ghé. Trước tiên thì mình sẽ lột nón ra, rồi tiếp theo mình sẽ gài áo khoác cho mọi thứ nó trang nghiêm, rồi mình sẽ đốt nhang ha. Tại vì khi mà mình đốt nhang á, cái này là cái ý kiến cá nhân của mình thôi nha. Nếu mình đốt nhang mà mình mặc quần ngắn hay là tay ngắn á, thì mình thấy cái hình ảnh nó không được đẹp. Cho nên là hiện tại là mình thi lên tới đây nó cũng hơi thấm mệt rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng là thắp nhang với giống như là mình phải sao ta? Tức là mình phải tạm thời là mình phải trang nghiêm ha. Và bây giờ thì mình sẽ thắp nhang. Đây, bây giờ thì mình sẽ quay sơ sơ cái phần cổng phía trước ha. Ở đây thì có ghi ngày. Có ngày không bạn? Có. Phải không ta? Xây dựng vào nhà. Này mọi người cùng xem này. Tại vì có lẽ là mình hơi đuối quá cho nên đọc cũng hết ra chữ nổi này. Để cứ quay thì mọi người sẽ đọc sao. Rồi, bây giờ thì mình sẽ di chuyển tiếp nha. Có lẽ là mình sẽ không di chuyển tiếp, cũng như là không có thời gian để mà quay gửi đến cho mọi người xem thêm. Cho nên mọi người thông cảm giúp mình nha. Tại chỉ là mình đến đây rồi mình giếng cũng như là mình thắp nhang thôi, rồi mình sẽ di chuyển đi. Mọi người thông cảm giúp mình nha. Với lại là ở trong kia có một cái gì? Bảo tàng đúng không? Trong đó có bảo tàng nhưng mà chỗ đó thì không có cho quay phim chụp hình cho nên là mọi người thông cảm. Mình không có quay phim được. Bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng đi tiếp tục với mình nha. Đây. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi xe ôm với chị ấy nha. Cái gì? Không, bây giờ mình lỗi hết nổi rồi, mình đi xe với chị đi. Đi ra ngoài cổng. Thằng em nó không chịu đi vậy kìa. Rồi sao? Thôi, mấy anh em đi, tôi đi với chị. Để nó xuống. Chưa nắng nuôi nghe chỗ gì. Đi thử hai chuyến xe ôm đặc biệt này nha. Hai chị gái. Đến đây để trải nghiệm luôn ạ. Dạ. Duy nhất ở Đền Hùng là có xe ôm phụ nữ thôi, chuyên chở các bạn ở Việt Nam ra. Dạ. Đi bằng xe đặc biệt là xe tay ga nha. Ủa chị, xe ôm mình có được ôm không? Có,
Em phải quảng cáo nhá, là ôm chặt là không mất tiền đâu. Hả? Ôm chặt là không mất tiền. Đúng rồi. Còn ôm lỏng lỏng là mất tiền hả chị? Không ôm là mất nhiều tiền đấy. Đây mấy chị là kiểu như là vui với mình thôi nha mọi người. Thế là nhà mình bây giờ là về ở quán nào ấy? Dạ con đi ra sân bay chú. Cũng bây giờ mình ra, bây bên, giờ là ra... Mình ra cổng. Dạ ra. Con ra cổng. Ra cổng lớn đi chị ạ? Dạ. Dạ. Thế thì mình có về đền giếng tham quan một chút xíu không? Em chịu hết nổi rồi chị ơi. Tại vì em sợ trễ chuyến á, em cũng tính đi thêm nữa nhưng mà em sợ. Không, tại vì đây về đền giếng thì mình chỉ đi mất khoảng 10 phút thôi mà mình sẽ đến với ngôi đền giếng rất là đẹp. Không, mình ra cổng à. Ra cổng. Em ra cổng. Ở cổng đây mà, đây ngoài một xe bao nhiêu, một người bao nhiêu? Hai bạn này đấy không? Hai bạn này hai xe 80 thôi, đi đi em ơi. Anh chịu hết nổi rồi, hết năng lượng rồi, khô máu luôn rồi. Với lại chị hai chị ấy cũng xinh đẹp rồi, nạp năng lượng lên cho ba anh em mình. Xe kia chở 20.000 mới chở vô đây cái bẹp. Vậy hả? Cái ghê gì? Đây ghe đó chưa được cây số nữa mà tới 40.000. Nhưng mà 20.000 là em cũng vẫn phải đứng đợi ở dưới này đi bộ lên rất là xa. Xe ôm chị chở từ đây luôn, em không có phải đi bộ chút nào mà mấy khi được ngồi xe ôm đâu em. Trời ơi. Rồi. Ba đi với 80.000 nhưng một người ngồi đây. Nghe quay lại khúc này luôn. Hay là mỗi người đi một xe cũng được, vẫn thế thôi. Hey, em đi với chị nha. Xe của hai chị này anh. Rồi, đi chị. Xe ôm hơi đặc biệt. Bây giờ thì mình vừa trải nghiệm xong một chuyến xe ôm đặc biệt. Hai chị gái rất là xinh đẹp, cũng như là mình vừa trải nghiệm một chuyến xe ôm đặc biệt khi mà mình đến đây. Rồi em chào chị nha. Trước giờ mới đi xe ôm. Dạ. Chị phụ nữ lái chị mọi người. Rồi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ mời mọi người cùng xem tiếp hành trình của mình đi tiếp theo nha. Thì cũng như lúc nãy mình nói là mình không có được kiểu giống như thời gian mình nó không có nhiều. À, vé máy bay thì mình đã đặt rồi, giống như hôm nay cái hành trình mình đi về, cho nên là mình chỉ quay được bao nhiêu gửi đến mọi người xem thì
mọi người thông cảm ha. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị đi.
mình đã vô tới có lẽ là trung tâm của Hà Nội đây mọi người. Không biết phải không ta? Đúng rồi, đây là thủ đô rồi đó. À, vô thủ đô hả? Chắc có thể là do chưa
thiếu vốn hay như thế nào nữa hả? Không ngờ có thể chưa đáp ứng được cái tiền. Dạ. Ủa mình lên cầu chưa ta? Bây giờ bắt đầu lên. À, bắt đầu lên cầu Thăng Long ha. Trên cầu Thăng Long nha mọi người, cho nên mọi người nhìn cũng nhảy dữ kìa, kiểu giống như là những cái cầu ở Dàm Cống hay là Cần Thơ mà vậy. À phía đằng đó là cái cầu Thăng ở gì, cầu Nhật Tân. Nhật Tân. Dạ. Đây cầu Nhật Tân thì cách mình khoảng chừng cũng mấy cây số không? Xa không ha, cái cầu Thăng Long này hơn 4 cây, hơn 4 cây. Ông xe gạt trên này cũng nhiều dữ ha ta. Hôm mà bão lũ đó là cái cầu này kiểu như là nước nó chảy như mạnh không anh, cũng như là ở dưới phần ở dưới. Em chưa mò xuống nữa, không biết nước nó chảy chỉ đứng trên cầu thôi. Dạ, cái này là dẫn mắt qua sang sông Hồng đúng không? Đúng rồi. Dạ. Thiết thực thì phải xuống tận nơi, thiết dạ. Thực nó mạnh không? Nhưng mà chắc là mạnh. Do là cái lúc mà mình đi taxi á mọi người, tới khách sạn thì nó hơi đuối quá cho nên lúc đó mình không có quay. Bây giờ thì 4 giờ sáng, mình sẽ lội bộ một quãng đường khoảng tầm 3 cây số đến sân bay để lên máy bay ha. Tại vì ngày hôm qua là cái vé máy bay là 4 triệu mấy ngày hôm qua. Cho nên mình thấy nó cũng hơi gần tới giờ bay nó mắc quá. Mấy anh em ngủ lại. Rồi sáng bay sớm thì cái vé bây giờ là nó 1,5 triệu 1,6 triệu đúng không? 1,6 triệu. Có lẽ là chút nữa vô tới sân bay thì mình sẽ không có nói chuyện, chắc quay sơ sơ cho mọi người xem thôi. Tại vì cái này nó như một cái kỷ niệm của mình, cũng như lúc đầu video mình có nói, cho nên mình muốn quay lại cái hình ảnh để đến mọi người xem cho nó vui thôi nha. Qua nãy giờ mấy anh em là bộ đi xa quá. Đây, sau một quãng đường di chuyển mấy cây số thì mình đã vô sân bay rồi. Đây, chị tiếp viên đang đi trước mình này. Ôi, giờ mình sẽ vô làm thủ tục. Để quay sơ sơ vòng vòng cho mọi người xem nha. Bây giờ thì mình chuẩn bị ra máy bay nha mọi người. Tại nãy giờ mình cũng làm thủ tục xong hết trơn. Giờ này thì rạng sáng ở dưới Hà Nội. Dự kiến là khoảng tầm 8 giờ mình sẽ tới dưới. Luggage in the aisles or near the exit.
để chút nữa khi mà máy bay cất cánh thì mình sẽ quay ở trên nhìn xuống cho mọi người ha, cho mọi người xem nha. Bàn ăn phía trước, mở tấm che cửa sổ và không sử dụng phòng vệ sinh trong suốt thời gian này. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, we will...
bây giờ thì mình đã xuống sân bay xong rồi nha mọi người. Tiếp tục là mình sẽ bắt xe đi về nhà lại. Thì đây về nhà tới đây về tới nhà mình là còn khoảng 120 cây nữa ha. Rồi mình sẽ mời mọi người cùng xem tiếp nha. Phải nói là thực hiện cái góc phim này cũng như là cái video này thì mất 2 ngày mình mới hoàn thành xong, cũng như là gửi đến quý khán giả, mọi người yêu mến kênh mình cũng như là xem kênh mình trong thời gian qua. Bây giờ thì mình tiếp tục lên xe cũng như là di chuyển về nhà ha. Mình sẽ quay cảnh ở miền Tây gửi đến cho quý khán giả và mọi người ở ngoài Bắc xem này. Không nốt thì quắt. Không nốt, ý quên ơi. Quang Long thì gọi điện đâu.
bi vậy.